Nếu bạn đang tìm một mẫu áo giáp đẹp chính hãng full giáp thì Komine ZK143 là lựa chọn cực kỳ phù hợp luôn nha mọi người. Áo giáp này mình đã từng giới thiệu trong nhiều video trước đó rồi. Đặc điểm nổi bật nhất là nó làm cho vóc dáng của người Việt Nam cho nên mặc vào cực kỳ fit, nhất là chỗ cái cổ tay, ống tay nó ôm theo bắp tay, nó không có bị dư thụt lùn ra ngoài khi các bạn kết hợp với găng tay, nó rất là vừa, rất là khít. Áo này có nhiều màu, như anh khách đang thử chính là màu xám vàng và màu đen, nó còn có màu trắng đỏ và màu camo đỏ nữa nha. Và đảm bảo hàng ở Happy bán là hàng chính hãng 100%, phát hiện là hàng nhái hàng giả mình sẽ đền gấp 10 lần tiền cho mình. Form áo mặc lên là nó ôm fit vào body, nó giấu phần bụng lên nhìn cực kỳ đẹp luôn. Các bạn nào mà có ngại là bụng to hay là vóc dáng mình không đẹp, mặc cả này lên là nó sẽ đẹp liền luôn nha mọi người. Full giáp chắc chắn và nó tinh xảo tới từng đường may của chị, chất liệu chuyên dụng để làm áo giáp cho nên chống mài mòn cực kỳ tốt luôn và khô thoáng nhanh nếu lỡ có dính mưa. Rồi, cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.